Chương ba, giết người cướp của, cái thứ hai bóng đen phân thân. Nấc. Cái này thịt bò bắt đầu ăn, chính là hương. Đáng tiếc tạm thời trong tay không có nhiều linh thạch, không phải còn có thể đi thanh lâu phóng thích phóng thích. Thôi thôi, chờ mấy ngày sau lại đi không muộn. Hắc hắc hắc. Lý lập sương mắt say lờ đờ mông lung, một bên uống rượu dư vị mới mùi thịt, một bên mặc sức tưởng tượng lấy vài ngày sau lại đi thanh lâu tiêu sái chẳng cảnh hình tượng, nhịn không được phát ra hèn mọn tiếng cười. Rất nhanh, hắn đến nhà cùng tô chiêm khác biệt, nhà của hắn cũng không phải loại kia từ phía hở nhỏ phá nhà gỗ, mà là nghiêm chỉnh nhà ngói. riêng này một gian nhà ngói, liền giá trị chí ít trên trăm đầu nhân mạng. két, lý lập xương vừa vào nhà, trở tay liền định đóng cửa phòng, nhưng bỗng nhiên một cái tay duỗi ra, ngăn trở hắn đóng cửa động tác. đồng thời một cái khuôn mặt quen thuộc, dần dần ánh vào trong mắt của hắn. thình lình chính là tô chiêm. tô chiêm ánh mắt bình tĩnh mặt không biểu tình, tìm ngươi có chút việc, nói chuyện. Là ngươi a? À? Lý Lập Dương nheo mắt lại, mãn bất tại ý cười nói, làm sao? Nghĩ thừa dịp ta xây rượu, giết ta báo thù. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta hiện tại, nhưng so với ngươi còn mạnh hơn. Lời nói ở giữa, tràn đầy đắc ý cùng khinh thường. Hoàn toàn chính xác, liên hợp một đám quặng mỏ ác nhân giết hại nhân mạng, thu được nhiều như vậy linh thạch, hoặc là dùng cho tiêu xài, hoặc là dùng cho tu luyện, So sánh dưới, Tô Chiêm ngay cả đánh ngồi tu luyện công phu đều không có, còn mỗi ngày mệt mỏi vì sinh tồn đào quáng, tự nhiên không đuổi kịp Lý Lập Xương tiến độ. So với ta mạnh hơn, ngươi xác định. Vừa mới nói xong, Tô Chiêm ánh mắt hung ác, lật tay lộ ra một cây chủy thủ, đâm thẳng Lý Lập Xương phần bụng. Nhưng mũi đao còn chưa tới gần, Lý Lập Xương duỗi bàn tay, trực tiếp bắt được Tô Chiêm cổ tay. Lực lượng chi lớn, khiến chủy thủ mũi đao cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần. À, tô chiêm ta biết ngươi xuẩn, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy xuẩn, vừa mới ta cũng đã nói, bằng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không phải ta. Suy. Một đạo rất nhỏ, vạch phá nhục thân tiếng vang, khiến Lý Lập Sương lời nói im bặt mà dừng. Người bình thường có lẽ căn bản bắt giữ không đến cái này một thanh âm rất nhỏ, nhưng Lý Lập Sương là phàm cảnh nhất trọng, có thể tai nghe bát phương, thính lực là người bình thường gấp đôi trở lên. Chỉ gặp hắn con ngươi đột nhiên phóng đại cả khuôn mặt dâng lên hiện ra chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, cùng sợ hãi. Hắn cảm nhận được trên cổ, có chất lỏng ngay tại chảy ra cùng trượt xuống. Sau đó Lý Lập Sương đưa tay tại trên cổ một vòng, đỏ thấm máu tươi dưới ánh trăng phá lệ trướng mắt. Ngay sau đó, huyết dịch liền cùng không cần tiền giống như bắn tung tóe mà ra, khiến Lý Lập Sương kinh sợ vạn phần. Hắn muốn quay đầu thấy rõ ràng sau lưng đến cùng là ai, nhưng vết thương trên cổ quá sâu, hắn không dám loạn động. Xùi, xùi, Suy, cùng một thời gian, người sau lưng động tác không ngừng, một đao tiếp một đao hướng sau lưng của hắn mãnh đâm. Là ai? Đến cùng là ai? Hắn muốn chạy trốn, muốn dãy ruộng. Nhưng rõ ràng sau lưng chi người, nói ít cũng là phàm cảnh nhất trọng lực lượng, đem hắn bả vai gắt gao kềm ở, khó mà tránh thoát. Cộng thêm bên trên yếu hại bị đâm, dù là lý lập xương có được ngàn cân cự lực, năng lực đồng tâm thạch, lúc này cũng thăng không dậy nổi bất luận khí lực gì, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cứu. Hắn sợ hãi tới cực điểm, dục vọng cầu sinh để hắn trước tiên muốn hô lên âm thanh, nhưng vừa mở miệng, kềm ở bả vai hắn đại thủ trực tiếp bao trùm mà lên, đem nó miệng che đến cực kỳ chặt chẽ. Lý lập xương vẻn vẹn chỉ là theo bản năng nhìn thoáng qua, trong hai mắt sợ hãi gần như sắp tràn ra tới. Cái này màu đen tay là cái gì? Không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, lạnh buốt đến liền giống như khối băng, rõ ràng cùng người tay mềm mại trình độ tương tự, lại tràn đầy không cách nào thuyết phục hư ảo. Ô ô ô. Không hiểu, hoảng sợ, bối rối, sợ hãi. Các loại cảm xúc trong nháy mắt xông tới, Lý Lập Xương kịch liệt dãy ruộng. Không thể không nói, phàm cảnh nhất trọng tu giả sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác ương ngạnh, người bình thường cái cổ bị xoẹt một đao đã sớm không sai biệt lắm, nhưng Lý Lập Xương quả thực là còn có thể nhiều sống sót một đoạn thời gian, thậm chí còn ý đồ dùng hai tay đi đẩy ra tiểu hắc che miệng tay, cùng dùng răng cắn, dùng sức dãy ruộng, Nếu là đổi người bình thường nói không chừng thật đúng là bởi vì đau đớn để hắn đạt được. Hết lần này tới lần khác tiểu hắc không có bất kỳ cái gì đau đớn, tùy tiện hắn gắt gao cắn tay, đều không có nơi điểm dao động. Thả lỏng. Tô Chiêm lúc này lộ ra một vòng vui sướng tiếu dung, tiến đến phụ cận, đổ máu nha, đầu hơi choáng váng, có đau một chút là bình thường. Ô ô. Lý Lập xương trừng to mắt, trong mắt đã không còn trước đó phách lối cùng đắc ý, tràn đầy cầu khẩn cùng đối nhau khát vọng. Sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, xem ra vẫn là đến ta tự mình động thủ. Xùy. Không do dự, Tô Chiêm chính diện một đao trực tiếp đâm vào Lý Lập Xương trái tim, sau đó cưỡng ép chuyển động, đem vết thương mở rộng. Lý Lập Xương phát ra càng thêm thống khổ trầm đục kêu rên, toàn thân run rẩy. Tiểu Hắc, ngươi có thể ngừng, che miệng của hắn là được, còn lại ta đến giải quyết. Tô Chiêm một đao tiếp một đao, phần bụng, trái tim, lá lách trở tất cả địa phương, tất cả đều bị hắn thọc lạnh thấu tim ai nói báo thủ không có khoái cảm. Hắn hiện tại khoái hoạt, đơn giản so đói cả ngày sau ăn một bữa cơm còn muốn sảng đến nhiều. Đặc biệt là nhìn xem Lý Lập Sương kia tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng ánh mắt. Tô Chiêm có thể nói là từ đầu thoải mái đến chân chỉ. Cứ như vậy, Tô Chiêm thọc không biết nhiều ít đau, đem Lý Lập Sương đâm huyết nhục mơ hồ, liền đối phương lúc nào đình chỉ dãy ruộng, lúc nào tử vong cũng không biết. Chỉ biết là đương tiểu hắc buông tay ra lúc, chết không nhắm mắt lý lập xương thi thể trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất bắt đầu có chút phát lạnh dễ chịu nhìn xem đầy đất tùy ý chảy xuôi máu tươi tô chiêm thở ra một hơi thật dài cảm giác đã nghiền tri cực không có chút nào trong miệng người khác nói tới loại kia lần thứ nhất giết người cứng ngắc chết lặng cùng khủng hoảng về phần kia tràn ngập mà đến mùi máu tươi căn bản không cần lo lắng ở cái địa phương này mùi máu tươi không thể bình thường hơn được nếu không phải tô chiêm không muốn gây nên quá lớn động tĩnh cùng chú ý dù là buông tay ra để Lý Lập Dương dùng sức kêu cứu cũng không đáng kể. Kéo hắn đi vào. Tô Chiêm phân phó một tiếng, nhưng Tiểu Hắc nghiêng đầu một chút, không có động tác. Hiển nhiên không thể nào hiểu được ý tứ của những lời này. Vừa rồi chỉ dạy ngươi hoạch cổ đâm người cùng che miệng, không có dạy cái này, hạ hồi giáo ngươi. Trước khi đến, Tô Chiêm thế nhưng là hao tốn không ít thời gian dạy bảo Tiểu Hắc. Nếu không lấy linh trí của nó, làm sao có thể phối hợp như vậy? không thể không nói, tập sát Lý Lập xương là cái vô cùng sáng suốt quyết định. Tô Chiêm tùy tiện vừa tìm, liền từ trên người hắn vơ vét ra hơn 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Tỉ mỉ đếm một chút, có 15 khỏa nhiều. Vừa thịt cá một phen còn có 15 khỏa linh thạch, khó trách cả đám đều lựa chọn khi nam phách nữ, giết người cướp của, cái này ích lợi xác thực tới cũng nhanh. Lần này, không quang minh trời, mấy ngày sắp tới cơm nước đều không cần lo lắng. Thuận tiện, có thể nhìn xem cái này màu đen lạc ấn mang đến cho ta cái gì niềm vui mới. Tô Chiêm không kịp chờ đợi lấy ra ba viên hạ phẩm linh thạch, trực tiếp dùng tay phải một thanh nắm chặt. Màu đen oánh oánh quang mang tản ra, kia ba viên bất quá lớn chừng bàn tay linh thạch, tất cả đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan dã xuống dưới, rót vào trong lòng bàn tay. Rất nhanh, ba viên linh thạch bị hấp thu hầu như không còn. Nhưng mà, không biến hóa tôi chiêm bốn phía nhìn một chút ngoại trừ tiểu hắc bên ngoài không có cái mới bóng đen phân thân xuất hiện xem ra ta dự đoán đến không đúng cũng không phải là ba viên linh thạch liền sẽ có một cái mới tiểu hắc sinh ra tiếp tục lại thêm ba viên nhìn xem tôi chiêm bắt chước làm theo lại là ba viên hạ phẩm linh thạch bị màu đen lạc ấn hút vào trong đó còn không có tôi chiêm nghi hoặc vì xác nhận hắn thậm chí cố ý vây quanh cái này nhà ngói lượn quanh cái vòng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì Chuyện gì xảy ra? Là cái này hạ phẩm linh thạch có vấn đề, vẫn là có phương diện khác vấn đề ta không có cân nhắc đến. Tô Chiêm không hiểu, hay là nói, tiểu hắc chỉ có một cái, căn bản không có cái thứ hai. Muốn thật sự là dạng này, vậy hắn mạnh lên phát tài đại kế, chẳng phải là đến chết từ trong trứng nước. Mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục. Tô Chiêm quả quyết lần nữa nắm chặt ba viên linh thạch. Nương theo lấy ba viên linh thạch tan dã rót vào trong lòng bàn tay, bỗng nhiên, Tô Chiêm thần sắc đại động xuất hiện. Chỉ gặp Tô Chiêm trước mặt, một bộ cùng tiểu hắc giống nhau như đúc, phẳng phất từ trên người hắn một cái khuôn mẫu ấn khắc xuống tới bóng đen phân thân, ngay tại trống rỗng hiển hiện. Từ cơ hội nhìn không thấy hư ảo, dần dần trở nên đen nhánh, thâm thúy, cuối cùng ngưng kết thành hoàn toàn thực chất bóng đen phân thân. Cái thứ hai tiểu hắc xuất hiện.